Tôi sinh ngày 3 tháng 11 năm 1973. Bắt đầu ca từ năm 1990 tại các lò ca cổ như Dương Vũ Ngọc Thạch và nhạc sĩ Úc Trọn tại quận 10. Như một nhân viên bệnh sẵn, Lâm Phương đứa con thứ tư trong gia đình và tên Phương nên đã bốn phương xô ngược đi diễn từ đông sang tây, từ nam ra bắc như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long Xuyên, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Cần Giờ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tại thành phố Hồ Chí Minh qua các rạp Đại Đồng, rạp Hưng Đạo, rạp Long Dân, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Trung tâm Văn hóa Đại Thế Giới quận 5, Học Môn, Văn Phương được nghệ sĩ Thảo Liên, đoàn cải lương Tây Đô giới thiệu vào câu lạc bộ cải lương Hương Quê thuộc Ngày Văn hóa Lao động, nay là Cung Lao động, cùng với những nghệ sĩ Hài Kiều Anh, đạo diễn Nguyên Đạt và nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển, ca sĩ Nguyễn Kha, và lần được tham gia qua các câu lạc bộ như đội kịch thiếu nhi Tuổi Hồng, đạo diễn Lê Thanh, trung tâm văn hóa quận 11, câu lạc bộ cải lương của nghệ sĩ Kim Hương tại nhà Thanh Thiếu Niên quận 11, câu lạc bộ cải lương tài tử trung tâm văn hóa quận 8, chủ nhiệm mục sư nhạc sĩ Tấn Nghị, câu lạc bộ cải lương trung tâm văn hóa quận 1, chủ nhiệm đạo diễn Nguyên Đạt, câu lạc bộ đàn ca tài tử quận 10, chủ nhiệm nhạc sĩ Văn Châu và Hải Hoàng. Lâm Phương từng được nghệ sĩ ưu tú Diễu Linh giới thiệu vào nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, và Lâm Phương được cố nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, chủ tịch hội đồng giám khảo của thi giọng ca cải lương Mê Lưới Vàng đầu tiên cho số lượng khá nhất ngày 2 tháng 6 năm 1993, và sau đó năm 1995 được ông dẫn dắt hơi nhóm nghệ sĩ thành hội Phật giáo cải lương. Nhân đây Lâm Phương cũng có lời tri ân đến cô chú anh chị cán bộ lãnh đạo địa phương cũng như lãnh đạo văn quán nghệ thuật và các bạn đồng nghiệp đã góp ý động viên chia sẻ và giúp đỡ Lâm Phương trong bước đường hoạt động nghệ thuật sáng tác và ca hát của mình. Đạo diễn Trần Minh Ngọc, nhà văn Lê Duy Hạnh, đạo diễn Ca Lê Hồng, đạo diễn Hồng Dung, đạo diễn Nguyên Đạt, soạn giả Kiên Giang, tác giả nhạc sĩ Dân Phận, nhạc sĩ Minh Thuận, ca sĩ nhạc sĩ Quỳnh Khải, nghệ sĩ ưu tú Đề Thủy, nhà chồng nghệ sĩ Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Quốc Nghĩ, nghệ sĩ Hữu Thọ, phóng viên Đỗ Dũng, phóng viên Thanh Dân, báo Việt Nam Net, phóng viên Hồ Thủy, chương trình nghệ sĩ tác phẩm Lâm An, biên tập viên Ngọc Mai, bà Phạm Phương Thảo, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ngọc Sương, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 10, ông Lê Minh Sơn, cán bộ của chứng minh quận 10, bà Sáu Linh, giám đốc điện nhạc Việt Nam cải lương, nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển, võ sư, nhà giáo ưu tú Thu Dân. Đêm nay sương xuống lòng lòng chiếu quanh, ngồi đến sao đời nghệ sĩ trót dương mang số kiếp dâu tâm. Sẵn sàng chấp nhận mỗi tối trên sàn sân khấu xôn xao, đem lại cho mọi người nụ cười và các em vừa nghe giọng ca Lâm Phương với bài
em tham dự giải của